Bất cứ nhà hàng nào muốn thuê người đầu bếp tên David này đều bị anh ta làm cho tức điên. Phòng bếp thì bận rộn, David thái củ cải, cũng mất nửa ngày có vẻ đầu óc của anh ta không được bình thường cho lắm. Lúc phát lương, đồng nghiệp cũng không ngừng bàn tán, khi nào cửa tiệm mới bù lỗ cho anh ta được đây. Thực ra đây không hoàn toàn là câu nói đùa. Khách sạn này vốn là do gia đình anh ta mở, tuy nhiên vào năm đó nó được đổi sang thành sở hữu bởi nhà nước. Bố anh ta bị tên giám đốc mới cướp mất vị trí và trở thành thuộc hạ của ông ta. Dù đầu óc có chút không bình thường, nhưng anh ta rất nghĩa khí. Khi thấy anh em bạn bè mình bị bắt nạt, David cầm gạch đi để trả thù cho bạn mình. Hôm đó đúng lúc có khách nước ngoài tới thăm trường, thầy giáo đành phải nói viên gạch đó là đồ chơi. Đồ chơi sao? Chơi kiểu gì vậy? Hồi đó David ngốc nghếch có hai người bạn thân, đó là Hampton và Molly. Họ chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. David tự ti nên không dám thổ lộ mình thích Molly. Khi lớn lên, bố của David phải nghỉ hưu do bệnh nặng. David làm thay việc của bố. Molly đưa cho anh ta một cái mũ đầu bếp, nói rằng anh ta sinh ra là để làm đầu bếp, cả đời đừng bao giờ bỏ nó xuống. Ngày đầu đi làm, giám đốc hỏi David muốn làm gì. David trả lời, làm đầu bếp. Giám đốc thấy hơi kỳ lạ, vậy bố cậu đã dạy cậu nấu làm những món gì rồi? Cơm chiên trứng. David hì hục trong bếp một lúc lâu, kết quả suýt chút nữa làm cháy cả căn bếp. Giám đốc lúc này định nhân cơ hội để đuổi việc David, bố anh ta đành phải đến tận nơi để xin lỗi giám đốc, đem cả quà đến. Tên giám đốc còn chẳng thèm nhìn, hắn ta không cần quà, hắn chỉ cần bố David cầu xin hắn làm thuộc hạ hơn 10 năm trời dưới tay tên giám đốc. Nhưng bố David chưa bao giờ gọi hắn ta một tiếng giám đốc, vậy mà hôm nay vì con trai mình, ông phải nhún nhường. Đến lúc đó tên giám đốc mới đồng ý giữ lại David. Trước khi rời đi, bố David có nói một câu, tôi trước giờ chưa từng hận ông, nhưng món đó mà ông làm không thể lên bàn được đâu. Học nấu nướng cũng phải học làm người. Một câu nói có hai hàm ý sâu sắc. Cuối cùng, bố quyết định dạy David làm món cơm chiên trứng. Chỉ cần một mẹo đơn giản, không cần biết người khác có nhanh đến đâu, con cần phải giữ được độ chậm của mình. David chăm chú nhìn theo. Tuy nhiên, ngay giây sau, sau khi bố David qua đời, tên giám đốc không cho David vào bếp, thay vào đó giao cho David việc dọn dẹp, công việc cực nhọc, đến cả tình bạn cũng bị sứt mẻ. Hôm đó, Hampton bí mật nói cho David, anh ta thích cô bạn Molly, tôi cũng thích Molly. Ý của tôi là, tôi muốn hẹn hò với Molly. Ngay hôm nay, ngay tại nơi này, David có ngốc đến đâu cũng hiểu ra được ý của Hampton. Thế nhưng David tự ti không dám thổ lộ, chỉ dám ngồi trước cửa và nghe tiếng gió thổi buồn. Sáng ngày thứ hai, bệnh của mẹ David lại tái phát. Cái ga giường này chảy được ấy ngày rồi, sau đó lấy chổi đánh cho David một phát, khiến anh ta ngã ra. Đột nhiên, người anh trai sau bao nhiêu năm đi quân ngũ này đã quay lại. Sau khi thắp hương cho bố, anh trai lôi ra một sấp tiền rồi rời đi ngay. David chạy đuổi theo, hỏi anh trai có biết làm món cơm chiên trứng hay không. Bố đã từng dạy cho anh, cái đó chả giúp ích được gì đâu. Nếu muốn sống tốt, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Thời gian trôi qua, Hampton nói, thế giới sau này có tiền thì làm gì cũng được, tôi không thể cứ như này mãi. Hai người họ nói tôi kiếm tiền quá phức tạp, tôi cảm thấy tạm biệt. Molly nói xong hai chữ tạm biệt rồi bỏ đi, vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Hampton nhưng lại không cất nên lời. Thực ra Molly đã mang thai đứa con của Hampton, lần đầu làm cơm chiên trứng. David đã dành món ăn đó cho Molly mà mình yêu. Molly vừa mới chia tay, sau khi ăn xong đã nghĩ kỹ, những người sống ở con ngõ này đều giống như đĩa cơm chiên, ăn thì ngon nhưng chẳng thể nào lên bàn ăn được. Cô ấy muốn đi vào miền Nam theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ, cũng giống như Molly. Thời đại này có nhiều điều khó mà lường trước. Cửa tiệm đang từ sở hữu bởi nhà nước này đã chuyển sang tư nhân. Theo như tính toán, mỗi năm phải có 16.000 người tới ăn thì mới hoàn được vốn. Cửa tiệm nhỏ như này sao có thể chứ? Chẳng ai dám trả lời, ngoại trừ David. David đem bản hợp đồng về nhà. Phản ứng đầu tiên của mẹ là, có thể trả lại không hả con? Làm sao mà trả lại được, huống hồ trước kia cửa tiệm này còn là của gia đình họ. Nhìn di ảnh của bố trên tường, mẹ David không thể kìm nén. Suốt đêm, bà đào lại những di vật vào bố David để lại. Trời chưa sáng, bà đã đem di vật đó đi bán để mua lại cửa tiệm. David vô cùng vui sướng, không cần biết mọi người cười chê như thế nào. Molly từng bảo anh ta phải trở thành đầu bếp, đó mới là điều đúng đắn nhất. Niềm vui được nhân đôi. Hampton đã kết hôn và có con, nay cũng quay trở lại. Anh ta ra ngoài làm ăn nhưng chả kiếm nổi tiền. Nghe tin David mua lại được cửa tiệm, anh ta ngửi thấy mùi tiền nên đã quay lại, nói rằng giúp đỡ David kinh doanh. Bạn đừng nói rằng, ít nhất trang trí cũng rất ra gì, nhìn vô cùng sang trọng đẳng cấp. Ngày khai trương cũng rất náo nhiệt. Tuy nhiên vào thời kỳ đó, cửa tiệm sang trọng như vậy ai dám vào chứ? Đầu bếp chả có việc làm, người phục vụ cũng ngồi chơi. Nửa năm liền cửa tiệm không bóng khách, Hampton cảm thấy bực mình và lo lắng. Chỉ có David là vẫn vui vẻ. Thế là nửa đêm, Hampton âm thầm gọi một cuộc điện thoại. Việc nhà tôi đã làm xong rồi, sáng mai tôi sẽ quay trở lại làm. Hóa ra anh ta đã có kế hoạch dự phòng. Nếu cửa tiệm làm ăn không được, anh ta sẽ quay lại đi làm công việc cũ. Một tháng sau, Hampton đi qua cửa tiệm xem thử tình hình ra sao. Vừa bước vào thấy vô cùng ngạc nhiên. Lúc này anh ta mới hiểu ra,
cửa tiệm cao sang đắt đỏ này. Những ai không có tiền thì không ai dám tới, nhưng một khi đã tới thì chắc chắn họ không thiếu tiền. Hơn nữa, đồ ăn ở cửa tiệm này đều đạt tiêu chuẩn hoàng cung. Nhà hàng trở nên vô cùng nổi tiếng. Hampton thấy cực kỳ tức giận, xin từ chức và quay về cửa tiệm, và đề ra chiến lược đẩy giá tăng cao, từ đó tiền đếm không xuể. Hôm đó, David mơ mơ hồ hồ trông thấy một ban nhạc, hóa ra là Molly. Cô ấy cùng ban nhạc ở phía Nam, trở về để tìm một nhà đầu tư cho các buổi trình diễn của ban nhạc. David ngay lập tức nói, tôi có tiền. Tuy nhiên, Molly không nỡ lấy tiền của David, tự mình hẹn với ông chủ ra nhà hàng đàm phán. Tuy nhiên, tên ông chủ này chỉ mập mờ, còn liên tục có hành động sàm sỡ Molly. Hampton đưa giấy tờ cho David ký. David còn chẳng nhìn qua, ký vội vàng. Sau đó đi ra bàn của Molly để cứu cô. Tên ông chủ bị làm cho bẽ mặt trước đám đông, liền bỏ đi ngay. Molly cảm thấy tủi thân, dựa đầu vào vai David và khóc thật lớn, sau đó lại bỏ đi. Hai tháng sau, Hampton gặp mặt David và nói chuyện, cậu làm gì đó? Hóa ra, giấy tờ mà David đã từng ký là giấy tờ chuyển nhượng đầu tư của nhà hàng. Tuy nhiên đầu tư thất bại. Hiện tại, nhà hàng này là thuộc sở hữu của người khác. Tại sao lại như vậy? Cậu bị điên rồi sao? Chính là do cậu không có tư cách gì để làm ông chủ hết. Vậy là nhà hàng một lần nữa rơi vào tay người khác. Không lâu sau, mẹ David qua đời. Anh trai David quay về để thắp nhang mẹ. David suýt nữa rơi nước mắt. Người anh trai sau bao năm buôn ba, nghe chuyện cảm thấy bực mình. Anh trai David gọi Hampton đến nói chuyện trực tiếp. Quả nhiên, mấy chuyện đầu tư thất bại đều do Hampton nhúng tay. Chủ của nhà hàng bây giờ chính là Hampton. Tiền vốn bỏ ra là tiền mồ hôi xương máu. Tôi nghĩ hai chúng ta đều như nhau. Tôi không hại bạn bè. Anh, chúng ta đi thôi. Thật là khó chịu thật đấy. David vừa định bỏ đi thì anh trai gọi anh ta quay trở lại. Mày đã chơi bọn tao như vậy thì chúng tao sẽ chơi cách khác với mày. Anh trai David đưa David ra ngoài. Hampton bị dọa cho sợ hãi, không thể kháng cự, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn ta biết cầu xin anh trai David là không thể, đành quay ra cầu xin David. Thực ra anh trai vốn dĩ đã phạm tội, giờ nếu giết chết Hampton sẽ liên lụy đến David, vì vậy đã buông tha cho Hampton. Tuy nhiên, Hampton muốn sống yên cả đời cũng khó. Anh trai sẽ khiến Hampton sống không bằng chết. Thế nhưng người tốt lúc nào cũng nghĩ người xấu tốt giống họ. Hampton bán nhà hàng, kinh doanh càng ngày càng lớn. Molly cũng đã kêu gọi được đầu tư và trở thành minh tinh. Chỉ có David vẫn là tiểu tử ngốc của con ngõ năm ấy. David quay trở lại cửa tiệm làm chân chạy việc vặt. Tất cả mọi người ở đó đều cười nhạo David. Bao giờ nhà hàng mới bù được lỗ khi thuê anh ta đây? Còn kể với anh ta về sự giàu có của Hampton. Coi bộ tôi quan tâm sao? Anh ta đang ở Mỹ rồi. Kinh doanh ăn nên làm ra. Spartacus, tiền nhiều vô kể. Còn David cứ như vậy mà sống qua ngày. Cuộc đời này cuối cùng cũng gặp được một điều may mắn. Molly do không chịu nổi áp lực, quyết định rút khỏi ngành giải trí và quay về bên David. Ngày qua ngày vui vẻ bình yên, David cũng thấy vui vẻ hài lòng. Hôm đó, David dẫn con gái của Molly và Hampton đi chơi. Điện thoại David đột nhiên reo lên. Molly nghe máy cho David, nhưng vừa nghe được vài câu đã vô cùng tức giận. Anh không thể tìm người khác để hãm hại hay sao? Không sai, tôi Hampton đây. Hóa ra, Hampton đã kinh doanh phá sản, chủ nợ đang siết nợ hắn ta. Tình thế nguy hiểm, Hampton chỉ còn nghĩ đến David để cứu mình và gọi điện lần hai cho David. Lần này, người nhấc máy là David. David không thể nhìn chết mà không cứu, đến chỗ Hampton và vứt vào mặt tên chủ nợ một túi tiền. Ý mày là như nào? Đây là toàn bộ số tiền mà David có. Cái này không đủ được đâu. Và cuối cùng buông tha cho Hampton. Molly sau khi biết vô cùng tức giận, đuổi David ra ngoài ngủ với Hampton. David nằm chằn chọc một lúc rồi ngủ. Hampton lặng lẽ mở cửa. Có một chiếc xe đến đón anh ta. Hóa ra anh ta vẫn giấu còn một chiếc ô tô và còn giữ một ít tiền đi đường. Thuộc hạ anh ta hỏi, nhỡ tên tiểu tử ngốc đó biết thì sao? Đừng gọi nó là tiểu tử ngốc, không được gọi như vậy. Trên đường đi, Hampton thấy trong túi mình có thứ gì đó, là một chiếc bánh bao. Hampton đột nhiên bật khóc. Hồi nhỏ, Hampton không đủ ăn. David thường xuyên đem bánh bao cho Hampton. Hóa ra, David biết tất cả mọi thứ. Mày mới là đồ ngốc. Mày đúng là ngốc mà Hampton. Lần này, Hampton vô cùng hối hận, ủy thác cho luật sư lấy lại nhà hàng, một lần nữa đem nhà hàng trở lại cho David. Cuối cùng, David có thể đứng ở chính nhà hàng của mình làm món cơm chiên trứng bằng những gia vị thơm ngon nhất, bằng tay dùng dao điêu luyện kết hợp với độ vừa đủ của lửa. David dùng 30 năm kinh nghiệm làm nghề của mình để làm ra món cơm chiên trứng đạt cảnh giới cao nhất và có vị ăn ngon nhất trong tất cả các quán ăn hồi đó. Bố David nói đúng, đời người cũng giống như đĩa cơm chiên trứng, khi người khác đi nhanh, bạn phải chậm lại. Bộ phim đã kết thúc, món cơm chiên trứng đã trở thành câu chuyện thú vị của một chàng ngốc may mắn. Nó cũng giống như phim Forrest Gump vậy, bản chất của việc những người ngốc thường có vận may tốt chính là họ đi những bước an toàn, vững chắc. Bộ phim này không ít người thông minh, như tên giám đốc không từ thủ đoạn, người anh trai của David, Molly khôn ngoan.
hay như Hampton đầy dã tâm. Tất cả họ đều từng cảm thấy đắc ý với cuộc sống của họ và đã quên đi giá trị cốt lõi của cuộc sống. Cuối cùng họ đều trải qua sự cô đơn và thất bại. Chỉ có David ngờ nghệch, cuối cùng đã hoàn thành được ước mơ của mình. Tại sao nhỉ? Bởi ngoài David ra, tất cả bọn họ đều đi quá nhanh. Thế giới này tốc độ là điều kích thích chúng ta nhất. Khi đó, bạn bị đồng tiền, bị danh vọng làm cho mờ mắt, mà quên đi một điều rằng đi chậm mới là an toàn. Xin cảm ơn, tôi là Nhục Thúc. Nếu bạn yêu thích câu chuyện này, hãy like và bấm quan tâm nhé. Hẹn gặp lại lần sau.